Chà, chúc mừng xưa bông phô ôn tất cả ngày nay mà nơi khá lòng tèo bài mà đoàn bông phô ôn chà. Hai mà hôm nực ngày nít cứ tham miên trái kho của bông hay bông phô ôn. Trái kho. Nhìn trái kho của bông hả bông phô ôn. Hay giờ miên phô miên ấy nít cứ tham. Mà hôm bò dưỡng cứ tham thông mà đa tế bắt tay bắt cặp chứ chứ ngăn lịch mọt một khăn. Thế bông phô ôn đi tui tự lộn cổ. Hai nhóm mà đàm tực sọc bà lại xin bông phô ôn môn thư trái kho á. Bông bồn ở đây đây dân trâu tự lọp khăn dân tự lọp khăn. Chà, chịu xe tự lọp nhìn cho chật bạch tự lọp khăn dân hả bông bồn. Ở vị trí dân cơ tự lại dân hả cho máu dân chăm dân hồ. Tự cơ tự khò. Tự lọp dân tự lọp hay. Dân mà cho tự lại bao dân mà đón chà. Lại bỏ dương miên là đôi kia tôi mà rung tôi cho lộn cô trọng vía tới bông ôn cả mẹ bông ôn nè lại sáu hai bông ôn là dân đặt khăn dân này cái đài máu đặt tấm dân bông tấm ai điên cậu hôm mình tết. Bông bông từng ốc nì, cậu buôn cha trái kho rồi bao nhóm cứ thay nhóm đạp học cha muốn nó bông bông cha nhóm đạp học phải chỉ cần lạc sắp bì cha vì lòng chung ngôi là bông bông cha nhóm đạp trái kho ní viết sự điện năng bọc tạc rương trái kho đá bần tay dân dô vì mỏ cha cho ngân á bông bông ơi lòng chung ngôi lòng chung ngăn món á ná cha bà tập bì bà học dân cha lòng chung ngôi á dân chập đam chạ trái kho bò dân chỗ lên á hay trái kho ní đá nhóm nhì viết cha ọc bài mọt chà tục thấy bị bày đông đài dừng ọt cái nhịch địa ọ hê bà xin chị bóng bồn cho chật bạp mọt khai khai của bạn này thì nhìn nhìn cho chật bạp miền mọt khá la miền đông khá la nụp bê để dừng nhằm chom trái kho chân đông chân á miền chiết xa hai của bóng bồn bà dừng cha trái kho bà dừng ở việc bạch khá la hay dừng có chấp đam thảm cương đôi chìa mà sao xúc món cho mùi năng bị chênh score hay năng ổn bờ tùm tịch đá bông bồn chà nhóm vô rù chiết ở chức ngăn chú phải ai mà chẳng hắn là bông bồn bà tập máu nhóm thay mà tê mà tịch chốt nông năng bà xanh chị bông bồn bàn bọc mà tê cha cho mùi nâng có chức ngăn đài tại đồ xa thì nhóm miên con tôi nhằm cho mùi chẳng nhóm mặt ai đạp mà tê bọc cho mùi ba nè chẳng nhóm đạp mà tê bị lơ chẳng tư chà hãy lời ní bông bông khơi nháy thầy kho bao nhóm ban hào vậy bông bông bị cặp bông đi nhằm bài mà này ai nhá nè bông bông ơi bà lai có riêng chồng hỏi đài mơ tơ tầm nồ nghe bông bông dường chăm tận lực thầy kho chạy chô bập nha ô chà cái đài hồi hồi chẳng á mơ tớ bài ô màn chà đài bông bông ơi chú mùi nâng bà lai sâu chẳng á thơ khí mình tên thầy kho cặp bông dường á chân này chẳng á bàn chân ôi bông bông nè tầm nồ nghe chà mùi trầy hoặc hơi hơi cái đai bẩm đi vô cho lộ mùi ta sợ mùi phần lại dương nè ta nô hay ta cuốn ta cuốn là cả máy gói hay bông bông ôi ta nô chắc ngang nha xua bụng mai bông bông thằng ác nê chà à lâu nê xùm lo bao nhóm hà ơi trầy kho chà bông bông trầy kho bao nhóm hà vậy này phần lại có sâu hào vậy hào vậy này ô tận nô mình tên ngày nằng ao sẽ chạm lụa môi sần sẽ chạm thêm một lần cầm màu rồi rương đó lại ngày nằng ngắm ớt bột mình ngắm lại ngắm nữa ngắm rồi ngắm ớt lụa như gì lụa ớt ở dưới lụa này nhưng ngắm tay nhá rau rừng ơi bông bồn ơi nè miên tươi là nâu một tí tươi mà rôm một tí nhầm ớt ấy sao ạ ớt à nhiệt bột hộp
trái kho nguyên xua thôi chứ ngang được bông bông anh đi trôi lập bơ là ba mặt thiên đây nhà này trôi lập bơ từ đâu kiếm tới ba mặt thiên vừa ăn nó có nhâm cái lái à chú lụa á chặt chặt đo mau ngôi kê với ông cậu này rồi chân tứ rau rường nhâm bay rồi chăm đã thì chặt in à. Anh ấy trôi ở tà lông câu chứ ngang nha bông bông nơi rùi chết chứ ngang mỏng á chồng nhằm vô vậy ngắm hết bông á chắc nhằm á cái lụa nè cái lụa trái thơm á lượt đây thơm mà các hàng thơ rú ngàn đó bông phở hơn tôi sẽ lông cô một tên nữa ngắm ơi trôi mà rùng chiều thơ bọc của trướng thơ trái kho trà trái kho nắng mưa giang cái đường ui ai chơi cái lụa mầm mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.